Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án iROP ở trên sàn Bitmax. Sàn Bitmax thì có khá là nhiều cái chương trình iROP và mình nghĩ là nếu mà các bạn muốn kiếm tiền điện tử free thì mọi người nên có một cái tài khoản ở sàn Bitmax cũng như là chúng ta tham gia những cái sự kiện iROP. Nó trả cũng khá là đều mọi người nhé. Thì những cái sự kiện iROP này chủ yếu là chúng ta làm ở trên nền tảng mạng xã hội thôi. Đấy thì sẽ có 5 event ở cái sự kiện này thì chúng ta có thể tham gia nhé, chọn từng phần để làm. Chúng ta nếu mà không có trade hoặc là các thứ ấy thì mình sẽ tham gia vào mạng xã hội nhé. Đầu tiên yêu cầu các bạn phải có một cái tài khoản mạng xã sàn Bitmax. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký cho mình bằng email, mật khẩu, tích vào đây và ấn đăng ký. Và trong thì mọi người nhớ là phải xác minh KYC nhé. Đấy, chúng ta KYC xong thì bắt đầu chúng ta làm nhé. Google Play 778449. Đấy. Trong này mình nhiều hình như là mình cũng không có gì đâu. Cái sàn này. Đấy, không có gì đâu mà. Acceptor. Có cái Bitmax này nhưng mà nó không có mở mọi người. Ok, vào đây xong thì chúng ta sẽ làm nhé. Nó có cái những cái nhiệm vụ ở đây, ăn chia cái dự án, từng cái dự án ở dưới này. Đấy thì mọi người mà chưa làm cái nào thì mình làm cái đấy nhé. Ví dụ cái đầu tiên thì mình đã làm rồi thì bây giờ mình làm đến cái thứ hai này. Đấy, nó yêu cầu cái gì thì mình làm cái đấy thôi. Cái nào mà mình khó quá thì mình bỏ qua. Dự án này thì là con BRG lead và sẽ chia sẻ 2022 EDT. À, không phải. Chia sẻ 470.000 BRG. Chúng ta sẽ ấn vào đây để làm nhé. Đấy, ví dụ như ở đây cái listing của nó này thì chúng ta thấy là nó có cái social này thì mình làm cái social này. Còn đấy, bạn nào mà muốn buy and earn thì chúng ta làm cái này. Đấy. Còn trading thì các bạn sẽ làm cái này. Đấy. 21 đến 50 sẽ nhận được 2000 BRF BRG này. Trading volume. Đấy, mọi người có tiền thì mọi người có thể vào trading volume làm một lệnh top 1 luôn nhỉ. Ở đây thì chúng ta sẽ flow cái này với flow cái này. Đấy, Bitmax này. Theo dõi Telegram này. Red Twin và tag ba bạn bè này. Điền form này. Đấy, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ ở trên mạng xã hội nhé. Chủ yếu là chúng ta làm nhiệm vụ free ở trên mạng xã hội thôi. Twitter đâu nhỉ? Đây. Bridge One. Cái này thì mình đã theo dõi rồi, bạn nào chưa theo thì các bạn join cho mình nhé. Bitmax thì chúng ta cũng đã theo rồi này. Ở đây thì nó Twitter account à? Twitter account là cái gì? Cái này thì mình nghĩ là nó mình để profile cho tốt hơn nhé. Rồi profile này. Ở dưới thì là Telegram. Đấy, bạn nào mà chưa theo thì các bạn join cho mình cái thôi. Rồi. Quay lại chúng ta join mode cái Bitmax này. Ở đây chứ. Ủa sao vậy? Rồi rồi, được rồi. Đây chúng ta sẽ thấy là cái tên của mình này. Anh Kỳ 83. Chúng ta sẽ điền vào đây là. Rồi. Bitmax này thì no area code required. Không cần mã vùng. Thì chúng ta sẽ điền vào email. Email mà chúng ta đã đăng ký ở trên sàn Bitmax đấy nhé.
rồi nó sẽ dựa vào email để nó nói. Còn ở đây thì sẽ có một cái bài viết này, thì chúng ta ấn like này. Cái này là cái gì đây? Red truyền và tóc ba bạn bè, thì chúng ta sẽ ấn vào thế này. Tweet nha. Chúng ta ấn vào đây, chúng ta ấn vào chụp nhé, chụp cái ảnh lại này, tải lên. Ok chưa? Mọi người ấn vào gửi nhé. Các dự án khác thì chúng ta cũng làm y chang như thế nhé. Đấy, cái này xong hết rồi thì mình sẽ tắt đi tao tự dưng tắt tiếng luôn là sao? Ok, tiếp tục là chúng ta đến cái 1, 2 rồi nhé. Cái thứ ba mình làm một cái nữa để cho mọi người xem nhé. Thì những cái tương tự sau thì nó cũng sẽ tương tự như thế thôi. Có cái thì nó cũng yêu cầu điền form. Đây, chúng ta sẽ ấn vào đây để theo dõi xem là nó có cái gì là chia sẻ cho mình không. Nó toàn là những cái sự kiện listing thôi. Đây, nó vẫn có những cái số xìa này mọi người này. Đấy, có những cái số xìa để mình làm cái số xìa này thôi nhé. Cái này theo rồi thì thôi này. Telegram thì mình đã theo rồi, theo thêm một cái Telegram nữa, cái này red train nữa là xong. Đấy. Chúng ta chỉ theo dõi cái social thôi, đấy, mạng xã hội thôi. Chứ còn cái ấy thì mình rất là khó. Đấy, vào đây Big Mac Account thì chúng ta vẫn điền cái email nha các bạn nhé. Nói chung là đừng có chơi ID, đấy, nó bảo là not ID đây rồi. Đấy. Twitter Account thì chúng ta sẽ vào đây. Follow nhé. À, cái này cũng follow rồi. Tại vì đây là những cái dự án mà chuẩn bị list sàn đấy. Thường xuyên là mình hay làm gì nhỉ? IROC các thứ đó. Rồi. Tiếp tục quay lại đây theo cái này nữa này. Rồi là hai rồi. Cái này là ba. Đây. Vẫn là chúng ta red chuyên vật tắt nha. Rồi chúng ta ấn twist. View. Chụp ảnh, vẫn chụp ảnh phải không mọi người? Vẫn là chụp ảnh thôi mọi người ạ. Chụp ảnh. Sau đấy vào trong phần đây. Copy lấy tên này, dán vào đây. Ở dưới thì chúng ta sẽ dán cái ảnh lúc nãy chúng ta chụp lên nhé. Rồi chúng ta ấn gửi. Đương nhiên là chúng ta cũng có thể làm những cái nhiệm vụ khác nhé. Những cái nhiệm vụ ở bên dưới này, bài này. Đấy. Nó sẽ có nhiệm vụ khác nữa, nhưng mà mình tham gia được một nhiệm vụ thì mình tham gia một nhiệm vụ thôi mọi người nhé. Cái khác thì mình không tham gia cũng được. Ok, xong cái thứ ba rồi nhé. Cái thứ tư này. Đấy. UBT, UBT nghe quen đấy nhỉ, hay là cái con bình đào ấy nhỉ, phải mọi người, giống cái con bình đào lắm. Thử xem có phải không nhé. Ý, hình như là cái con mình đào đấy mọi người. Đây, chúng ta sẽ vào đây để xem. Không phải. UBT này không phải, không phải. Con khác. Đây, nó vẫn có những cái con này. Đấy, nó vẫn có như thế này này. Để chúng ta làm y chang như thế thôi mọi người nhé. Đây. Đấy. Telegram thì ở đây. Cái UBT thì mình chưa theo phải không?
Twitter thì chúng ta có thể theo cái này với cái này. Cái này thì Bitmax thì mình đã theo rồi phải không? Đấy, chúng ta làm y chang như lúc nãy, sau đấy cũng dán gửi vị gửi đi thôi nhé các bạn nhé. Đấy, ok, như thế là cũng giới thiệu cũng gần xong rồi đó. Đấy, khi nào mà nó có trả cái sự kiện này về ví thì mình sẽ thông tin lên kênh của mình sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là mình đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.